Đi, đi theo cha, nhớ đừng có để cho cha phật ý nghe chưa. Má yên tâm đi, con biết rồi mà, con đi nha má. Trời, chú Tư bữa nay chịu đi theo cha mừng việc luôn hả má? Chuyện này hơi bị lạ à nha. Mày á, đừng có ăn nói cái kiểu xỉa xói đó nha. Dù gì á, nó cũng là con trai trong cái gia đình này. Dạ, con cũng không có ý gì đâu. Tại vì bình thường con thấy chú Tư cứ ăn chơi lêu lỏng, mà bữa nay chịu theo cha mừng việc, con thấy lạ nên con nói vậy thôi à. Thằng Thế với thằng Tài á, đều là con ruột của tao. Đứa nào chịu mừng việc á, tao cũng mừng hết. Miễn sao á, đừng có người ngoài xen vô cái gia đình này á là được rồi. Bây giờ chú Tư cũng bắt đầu thay đổi rồi. Còn anh Thế, con cũng không biết chừng nào anh mới chịu thay đổi nữa đó má. Người ta nói á, chồng khôn vợ đặng đi hài, vợ khôn chồng đặng có ngày làm quan. Bày hiểu chưa? Dạ. Rồi tôi sẽ tự dương lên, không cần đến con trai vô dụng của bà. Con. Dạ, thưa cha. Anh Tư. Sao rồi, tình hình lúa gạo năm nay sao? Dạ, lúa gạo đợt này chất lượng tốt lắm cha. Tình hình buôn bán của tiệm mình sao con? Dạ, mọi chuyện ổn hết thưa cha. Lúa gạo đợt này rất là chất lượng, nhưng mà hơi chậm. Con đang đôn đốc mọi người thưa cha. À, thôi cũng được đó. Dạ. Nè, nè, giải quyết cho tôi cái này đi. Có chuyện gì anh từ từ nói. Mấy anh mừng ăn cái kiểu gì vậy? Trời ơi, mấy anh treo đầu dê, mấy anh bán thịt chó hả? Nhắm bán được thì bán, còn bán không được thì dẹp luôn cái tiệm này đi. Xin lỗi anh hãy bình tĩnh lại đi. Tôi sẽ giải quyết cho anh mà. Giải quyết cái gì nữa mà giải quyết? Mừng ăn mất uy tín quá à. Ai mà dám tin tưởng mua nữa? Không tin á thì ông lại mở bao gạo này coi đi, nó móc meo tùm lum hết. Thôi, tôi mua gạo hảo hạng mà sao giao tôi gạo này? Cậu bình tĩnh nghe. Thiệt tình, coi thường khách hàng quá à. Chắc không có đâu cậu ơi. Đúng rồi cha. Hả? Gạo móc hết trơn rồi. Trời ơi, sao lại con? Như vậy được? Hay là bây giờ xin anh hãy kiểm tra lại, có đúng là mua gạo ở đây không, hay là mua ở tiệm khác? Làm ăn gian dối mà còn đổ lỗi cho khách hàng nữa. Tôi nói cho mấy người biết, đây là lần cuối cùng tôi mua gạo ở đây. Nè, đừng hòng mà tôi tới đây nữa. Thôi cậu à, bình tĩnh đi. Xin lỗi anh, tôi không có ý này đâu. Bây giờ xin anh hãy bình tĩnh. Anh hãy để bao gạo ở đây, chúng tôi sẽ coi lại, rồi đổi bao gạo khác cho anh liền. Mừng ăn cái kiểu của mấy người, mất quá nhiều thời gian của tôi. Cậu nói đúng đó. Chúng tôi rất tiếc. Tiền bao gạo này chúng tôi sẽ không tính, và sẽ đổi bao gạo mới cho cậu nha. Rồi bao nhiêu chi phí đi lại chúng tôi sẽ trả lại cho cậu hết nha. Hả? Thôi mà thông cảm giùm nha. Như vậy á thì còn nghe được. Tôi đợi coi mấy người mừng sao có được thì mừng hen. Để tôi cho người đem về liền ngay, khỏi lo. Con, sao lại có chuyện như vậy hả? Con cũng không biết tại sao ra cớ sự như vậy nữa. Rõ ràng trước khi xuất kho, con đều kêu quản gia kiểm hàng kỹ lắm. Bản thân mình làm sai, đừng nên đổ lỗi cho người khác, không đáng mặt đàn ông đâu. Tôi cho Dượng biết, tất cả những người quản kho đã làm cho cha suốt mấy chục năm rồi, họ rất trung thành với cha, không có chuyện gian dối đâu. Con xin lỗi cha vì đã để xảy ra cớ sự như vậy. Tất cả là do con chủ quan sơ ý, không sao xét mọi chuyện. Thôi được rồi, con đi đổi bao khác cho khách đi. Dạ, con biết rồi, thưa cha, con đi. Cha, không ấy sẵn tiện mình kiểm tra sổ sách của các cửa tiệm luôn đi cha. Chứ tình hình như vậy con cảm thấy không nên tin Dưỡng Út được đâu. Dạ má. Con chào má. Hôm nay á, cha chồng bay đi ra ngoài rồi, nên má kêu bay ra đây ngồi ăn cho nó thoải mái. Dạ con cảm ơn má, chứ con ở trong phòng suốt con tù túng chắc con chết quá.
Chắc là do sức khỏe của chị yếu á. Chứ hồi mà em có bầu, em cũng đâu có cần phải ở trong phòng suốt như chị đâu. Ừ, con Hạnh đâu? Sao không thấy ra ăn cơm? Dạ, con có mời chị, nhưng mà chị không muốn ra. Kỳ vậy. Hồi xưa tới bây giờ á má, chị ba có bao giờ mà bỏ bữa cơm đâu. Có khi nào chị trở bệnh nặng chi không? Thì chắc là tại cô ba lo lo chán cơm một bữa thôi mà. Má, hay là chị ba cãi nhau với chồng chị? Ừ, hôm rồi má thấy nó đi ra ngoài, nó về nhà cái mặt nó không được vui. Thôi, cả nhà mình ăn cơm đi má. Con đói bụng quá. Ừ, thôi ăn cơm đi. Dạ, mấy đứa ăn cơm đi. Mời má ăn cơm, các chị ăn cơm. Trời, đoạn bữa nay ngon quá à. Con mời má. Ê, con không được ăn trứng vịt đâu. Muốn con nó thông minh để má mua trứng ngỗng cho con ăn nghe. Nè, không được, cái này cay lắm, không có tốt cho đứa nhỏ. Ê, cái này canh cãi con ăn cũng không có được đâu. Ăn canh cãi mai mốt đứa nhỏ nó cãi lời, nó không có nghe, dạy dỗ nó không có được đâu. Con à. Trời, sao món nào con cũng không ăn được hết. Vậy con ăn gì giờ hả má? Bay có đồ ăn của bay mà. Bay đâu? Dạ. Sắp nhỏ đâu, mang đồ ăn của mợ Tư lên. Dạ ba. Dạ đây là phần riêng của mợ. Trời, cái gì á? Này sao toàn mấy cái món mà con ghét không mà sao con ăn được hả má? Con phải ăn mấy cái món này nè mới tốt cho đứa nhỏ. Phải rồi đó. Chị Tư, chị phải ráng lên đi. Hồi mà em có bầu cũng vậy á, không có được ăn mấy món mình thích đâu. Chưa hết đâu nha, chị mà sanh nó ra thì phải kiêng đủ thứ luôn á. Đúng rồi, bởi vậy làm mẹ một đứa trẻ đâu phải dễ. Đâu phải ai cũng phù hợp với thiên chức làm mẹ đâu. Ừ, đúng đó con. Trời ơi, đâu có được đứng bật lên như vậy, cũng không có được đi nhanh nữa. Đứa nhỏ nó bung nhau ra. Trời ơi, sao mà ăn cũng không được, làm gì cũng không được hết vậy má? Thì bay phải cố gắng chứ, có con mà. Thiệt tình, hết chịu nổi luôn á. Trời ơi, phải chịu chứ, tao đây 4-5 đứa nè. Không biết nó làm mẹ cái kiểu gì đây. Không bỏ được cái thói động đa động đảnh nè. Ăn cơm đi má. Ăn đi con, ăn đi. Dạ. Chị Thảo, chị muốn hại tôi đúng không? Dì đang muốn ám chỉ điều gì? Cô muốn hại tôi, cho nên cô nấu toàn những món mà tôi không có thích ăn. Cô muốn tôi với con tôi nhịn đói để cô được hưởng lợi, đúng không? Tôi không biết gì hết. Cái này á là tôi chỉ mừng theo lời dặn của cha má. Dì có phần ăn riêng mà, dì muốn chi á thì lên gặp cha má mà nói. Cô đúng là cái đồ hỗn hào, đồ cái thứ không biết thân phận. Dì mới là người hỗn hào đó. Nếu xét chị dây dế, dì phải kêu tôi bằng chị mới đúng. Thôi cái gì? Cô ta đúng là quá quắt. Con là con ủng hộ mợ đó mợ. Đúng rồi, con ủng hộ mợ đó mợ. Đúng vậy đó. Cô ta lúc nào cũng ăn hiếp mợ hết trơn á. Thiệt là hết nói nổi luôn. Thôi ăn đi mợ. Dạ. Cha coi đi. Con thấy tiền hàng còn rất ít. Có thể dượng ta đã bỏ túi riêng của mình rồi. Dạ. Dượng về đúng lúc lắm. Dượng ngồi đi. Dượng nói cho cha nghe, tiền của cửa tiệm dượng để đâu hết rồi? Tiền hàng bán được tất cả em đều bỏ trong này hết nè. Tôi thấy rõ ràng cửa tiệm bán hàng được rất nhiều, nhưng tiền thì thu không được bao nhiêu. Vậy phần còn lại nằm ở đâu hết rồi? Sao lại như vậy được? Rõ ràng hôm qua em kiểm tra tất cả tiền hàng ở trong này đầy đủ hết rồi mà. Tại sao lại mất nhiều như vậy được? Thôi, Dượng đừng có làm bộ làm tịch với tôi nữa. Tôi đã biết tổng cái trò này từ lâu rồi. Dượng lấy lòng cha tôi chỉ như vậy thôi. Cũng hên là tôi và cha phát hiện sớm, chứ không thôi sau này cái cửa tiệm này sẽ như thế nào, sớm muộn gì cũng sụp đổ trong tay của Dượng thôi. Cha. Cha.
lại. Tôi nói đứng lại. Dạ dự cho gọi. Anh có biết tại sao tiền hàng tất cả trong đây lại biến mất nhiều như vậy không? Dạ tôi bằng sao mà biết được, tôi luôn bằng theo lệnh của Dượng thôi mà. Tôi biết anh Dũng không phải là người gian, nhưng rõ ràng cửa tiệm này ngoài tôi và anh ra không còn một ai hết. Và việc kiểm hàng từ trước tới giờ tôi vẫn giao cho anh phụ trách. Bây giờ mọi việc trở nên như vậy, anh nói đi, tôi nên nghĩ anh sao? À, hai cha con ông về rồi hả? Má, công việc sao rồi? Tốt hơn. Cũng may là hôm nay con và cha ra cửa tiệm để kiểm tra. Có kẻ đã lòi mặt chuột rồi má à. Nó ăn chặn tiền của cửa hàng, rồi cung cấp hàng kém chất lượng cho khách để hạ uy tín của gia đình mình. Hả? Con nói gì vậy? Ai lòi mặt chuột? Nghĩa là sao? Không lẽ là thằng Tú? Nó dám cả gan làm chuyện động trời vậy sao? Tôi nghĩ thằng Tú không phải là người như vậy đâu. Trong cái vấn đề này á, có cái nội tình gì khác nữa. Nội tình gì nữa cha? Chính vì cha quá tin tưởng thằng Tú cho nên nó mới làm càng như vậy đó. Đúng là ăn cháo đá bát mà. Đúng là không thể đoán được lòng người mà. Lâu nay á, nó làm bộ mặt hiền lành thật thà để đục khoét tiền của gia đình này bỏ túi riêng. Uổng công cha còn tin tưởng, giao nhiều trọng trách cho nó. Dạ. Mận gì mà mặt mày bí xị vậy? Tôi đang mang thai đứa con của mình, vậy mà trong cái nhà của mình á, không có ai thèm quan tâm đếm xỉa gì tới tôi hết, mà thậm chí còn làm cho tôi bực mình, rồi còn bỏ đói tôi nữa chứ. Nói quá. Tôi thừa biết mối quan hệ của cô và gia đình tôi như thế nào mà. Không có lý do gì mà mọi người ức hiếp cô mà bỏ đói cô hết trơn á. Hồi trước khác, bây giờ khác rồi. Ngay cả mình cũng vậy nữa. Suốt ngày mình cứ đi lêu lỏng ở ngoài đường ăn chơi, có bao giờ mình để ý tới tôi không, quan tâm tới tôi không? Mình nên nhớ là bây giờ tôi đang mang thai đó. Mình thấy Dượng Út với là anh ba không, hết giờ làm là người ta về nhà với vợ. Vợ muốn cái gì á là người ta đáp ứng liền à. Chứ ai mà như mình? Không ai như tôi đúng không? So sánh với gì? Bây giờ tôi so sánh giữa cô với Thảo luôn nè. Tôi sao? Hay quá ha. Người ta là hiền lành, nhu mì, nết na, chịu đựng, chịu khó. Còn cô thì sao? Lúc nào cũng dông dỏng cái mỏ hết. Đều là vợ như nhau, tại sao khác một trời một vực gì hả? Có rảnh á, qua phòng của Thảo học Thảo kìa. Lúc nào cũng Thảo Thảo, nó có gì hơn tôi chứ? Để rồi coi, kỳ này tôi sẽ tìm cách hành hạ nó thêm nữa cho bỏ ghét. Chị Thảo, tôi đau lưng, mỏi chân quá à. Chị vô đấm bóp cho tôi đi. Nếu cô mỏi quá thì cô kêu người làm mần cho. Cô không thấy tôi đang mần hả? Cái bọn người làm á, tay chân thô lỗ gần chết à. Tôi không có thích. Tôi muốn chị mần cho tôi. Mau mần đi. Tôi không phải người hầu, tôi không có nhiệm vụ phục vụ cô. Cái gì? Chị làm ơn á, là chị biết điều giùm tôi một cái đi. Tôi đang mang trong bụng đứa cháu nói giỏi của cái nhà này đó. Tôi mà mét lại với má và anh Tài á, là họ xử chị liền đó. Tôi cũng đang mang thai mà. Nếu xét về giai vế thì con tôi mới là người thừa kế. Cô hiểu chưa? Gì? Ở đó mà làm trận làm thượng. Giảm nói với tôi cái giọng đó hả? Coi chừng tôi đó. Đúng là Dạ thưa cha thưa má. Ủa? Dạ thưa cha, thưa má. Chẳng phải là cha đã nói là con ở trong phòng để nghỉ dưỡng sao? Dạ. Tại tôi thấy nó buồn bã quá, tôi kêu nó ra ngoài cho nó khuây khỏa một chút. Nó đang mang thai, sợ nó buồn bực quá rồi sanh ra đứa con nó không thông minh khỏe mạnh. Dù vậy thì con cũng phải biết cái bổn phận và cái giai vế của mình ở trong cái gia đình này chứ. Đâu phải dạ. Con nghĩ là con đang mang thai rồi con lên mặt con hà hiếp mọi người. Con hiểu chưa?
Ông cũng đừng có nên hà khắc với nó quá. Dầu gì á, nó cũng đang mang thai đứa cháu của nhà này đó. Dạ, con xin phép cha má. Ừ. Nếu mà tôi không răng đe nó đó hả, có ngày nó leo lên ngọn cây nó ngồi đó. Chị, chuyện thằng Tú sao rồi? Tôi đã mận thì làm sao mà nó thoát được. Bây giờ uy tín của nó không còn được như trước đối với cha nữa đâu. Nó không phải thằng ngu đâu, dựng mần chi cũng phải cẩn trọng đó. Dám nói đầu với tôi, chỉ có nước là chết. Hay chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Cuộc chiến này nhất định sẽ còn kéo dài. À, còn chuyện của con Thảo dưỡng tính sao? Chẳng lẽ để nó sinh con ra hay sao? Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Sao chúng ta không kêu con Dung giúp chúng ta một tay? Chỉ cần loại con Thảo với thằng Tú thì kế hoạch của tôi và Dưỡng sẽ sớm được thành công. Bây giờ thì chưa phải lúc, thời cơ chín mùi mới có thể hành động được. Dạ, nếu mà không có việc chi á, tôi xin phép Dưỡng tôi về kho. Anh đứng lại đó. Nếu tôi không điều tra rõ vụ này, tôi sẽ không thể nào ăn nói với cha được. Hơn ai hết, anh là người biết rõ ai đã làm ra chuyện này. Tôi đã cho anh cơ hội, nhưng anh không biết nhận lỗi, thì buộc lòng tôi phải kiếm người khác thay thế vào chỗ của anh. Dượng ơi, xin Dượng đừng có đuổi tôi nha Dượng. Không phải tôi cố ý mần việc này đâu. Giờ rồi con của tôi bị bệnh nặng, không có đủ tiền mà chữa trị. Tôi buộc phải làm liều. Dượng, Dượng bỏ qua cho tôi đi Dượng. Tôi sẽ cố gắng mần để có tiền trả lại cho cửa tiệm. Tôi muốn hỏi anh, ai là người đứng sau xúi giục anh tráo gạo làm mất uy tín của tôi? À, dạ tôi không thể nói được. Nếu mà tôi nói ra, người đó biết được sẽ giết cả gia đình tôi đó Dượng. Tôi xin Dượng, Dượng đừng cho ông hội đồng biết nha. Ông ấy mà biết á, ông sẽ đuổi việc tôi. Tôi mận cho ông bao nhiêu năm nay rồi, cả nhà tôi trông nhờ vào công việc của tôi. Nếu mà tôi mất việc, cả nhà tôi chết đói á. Dượng ơi, Dượng ơi. Thôi được rồi, bây giờ tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội. Nhưng anh mà còn tái phạm nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Dạ, tôi đổ ơn Dượng, đổ ơn Dượng. Anh đi làm đi. Dạ. Em ngồi đi. Sao không hẹn nhau ở nhà nghỉ mà hẹn ra đây chi vậy? Thiệt ra bữa nay em muốn báo cho anh một tin vui. Em đã chuẩn bị ly hôn với chồng rồi. Anh biết em còn yêu anh mà. Chuyện đó là sao? Sắp xong chưa? Em đã nộp đơn rồi. Bây giờ hả, chỉ cần đợi giải quyết nữa là xong xuôi hết hả? Còn chồng em không phản ứng gì sao? Thì anh ấy cũng nghĩ giống như em vậy. Đã ăn ở với nhau không có hòa hợp thì tiếp tục để mần chi. Anh ấy cũng đã đồng ý rồi. Vậy thì tốt quá. Hai đứa mình phải ăn mừng vụ này mới được. Không được. Em phải về đi công chuyện với má. Thật ra là em bận lắm, nhưng mà cố tình chạy ra đây để báo anh tin vui. Em sợ là anh mong. Đi liền bây giờ đi, còn đợi chờ gì nữa. Anh cố gắng nha. Em phải về, không thôi má không có giải quyết chuyện này cho đâu. Em về nha. Nhớ nghe. Ngày mai nhớ chỗ cũ đó. Dạ. Xin chào. Anh là ai?
Chuyện đó không quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là tôi đang muốn thông báo với cậu một chuyện. Anh nghĩ là tôi tin anh sao? Cậu cũng khá khen. Ngồi xuống đi. Cái điều đó ở đây không quan trọng. Quan trọng là tôi có chuyện đang muốn nói với cậu. Là cậu có thù oán gì với nhà của ông hội đồng Tâm hay không, mà bà hội đồng á đã thuê người để giết cậu. Tại sao họ lại giết tôi? Tôi đâu có biết đâu, mà tôi là người nhận lệnh đó. Anh tưởng anh nói vậy tôi sợ anh sao? Tụi bay. Dạ. Chỉ cần là tôi ra lệnh thôi là cậu cũng biết được chuyện gì sắp xảy ra rồi đúng không? Yên tâm. Cái vấn đề ở đây á là sẽ không ai đụng đến cậu hết. Nhưng mà với một điều kiện, cậu giúp tôi một chuyện. Con à, bây mần sao mà không ra ăn cơm? Con không sao hết. Chị ba, chị đương có chuyện chi hả? Sao nhìn thấy sắc mặt của chị nhợt nhạt quá vậy má? Chị không sao hết. Nè, có chuyện chi á thì con phải nói cho má với Út Phụng biết, để má với nó còn biết đường mà xử trí cho con. Chỉ là con không muốn ăn gì hết. Mần chi á cũng phải giữ gìn sức khỏe. Có bất cứ công chuyện chi á rồi từ từ cũng sẽ giải quyết được. Con đừng có dại dột mà tự hành hạ bản thân, thành ra rốt cuộc là tự mình làm khổ mình thôi à. Chị ba, em có chân cho chị chén tổ yến, chị ăn cho khỏe nha. Chị không ăn, chị sẽ bệnh đó. Chị không muốn ăn gì hết. Chị ba, chị có chuyện chi? Nói cho em biết đi, đừng có để trong lòng như vậy, phiền lòng lắm. Thảo ơi, phải làm sao để Thảo? Anh Phát, anh có người đàn bà khác rồi. Anh thừa nhận với chị sao? Trên mắt chị thấy họ ở bên nhau, nhưng mà chị đau lòng nhất đó là cái người đàn bà đó lại là người ở trong nhà này. Thiệt ra em cũng biết người đàn bà đó, với lại anh ba ngoại tình lâu rồi, nhưng em không dám nói vì em sợ chị buồn. Nhưng bây giờ chị cũng biết rồi. Tại sao em không nói cho chị biết? Tại sao em giấu chị? Tại sao em làm như vậy? Vì em sợ chị đau khổ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy mãi mãi là chồng của chị mà. Cho dù anh ta có người phụ nữ ở bên ngoài, có như thế nào thì cũng không kéo dài lâu đâu. Má, mở cửa đi con. Sao rồi con? Dạ, mọi chuyện con đã giải quyết xong hết rồi. Nhưng mà gọn gàng chứ? Má cứ yên tâm, con giải quyết rất là gọn gàng. Còn cái xác của hắn ta anh để đâu vậy? Chuyện là vậy nè. Trời ơi,
Chuyện là như vậy đó má. Chết rồi. Nếu như vậy, liệu nó có chết thiệt sự không vậy? Cô Út cứ yên tâm đi. Nó đã bị thương rồi thì tôi mới ném nó xuống sông. Bây giờ chỉ có thần tiên mới cứu được nó thôi. Đây, phần còn lại của con nè. Dạ. Dạ. Vậy con xin phép má nha. Ừ. Má à, vậy là từ bây giờ con mới ngủ ngon được á. Mày đó, mày làm má tổn thất một số tiền lớn lắm đó. Thôi mà, bà hội đồng mà, chút đỉnh tiền đó thì có đáng chi đâu à. Chúc mừng. Đã thiệt. Không ngờ kế hoạch của mình lại được thành công suôn sẻ như vậy. Nè, tôi nói cho anh biết nha, anh không thấy cái mặt thằng Tú lúc đó đâu. Nó sững người, im lặng và chả phản biện được cái gì hết. Nhìn cái mặt nó là tôi biết rồi, y như là con chó bị dồn vô đường cùng vậy đó. Sướng ơi là sướng luôn. Nhưng mà tôi cũng phải nhắc cậu nên cẩn thận. Một khi con chó nó bị dồn vô đường cùng rồi, nó rất là hay cắn bậy. Mà thằng Tú không phải là người mà dễ bị người khác chơi đâu. Cậu phải cẩn thận điều đó. Tôi biết rồi. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ á là tôi với cậu phải làm sao cho cha mất hẳn lòng tin đối với thằng Tú. Ừ. Ngủ đi. Anh đúng là đồ vô ơn. Đã ở trong gia đình tôi, được từ trên xuống dưới ai cũng yêu thương nâng niu anh, vậy mà anh còn không biết điều, chiếm dụng tiền bạc làm mất uy tín của cha tôi. Tôi thật không ngờ anh là loại người vô ơn bạc nghĩa như vậy á. Lúc nào cũng ra vẻ mình đây là người thanh cao lắm, miệng thì nói là không cần người giúp đỡ, không tham lam đến cái gia sản của gia đình tôi, vậy mà bây giờ lại cư xử ngược lại hoàn toàn. Đúng là đồng tiền có sức mạnh vạn năng ha, có thể làm mờ mắt con người ta bất cứ lúc nào. Cô đừng vội đánh giá một con người khi chưa thật sự hiểu về họ. Sao vậy? Hôm nay anh nghe má nói là mình không chịu ăn uống gì hết. Mình không được khỏe trong người hả? Không có gì. Thôi, anh vô tắm, lát ra mình nói chuyện sau. Sao vậy? Có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, thấy không? Cái thứ ham ăn hút uống vậy. Cho mày tởn đi. Mà mọi người, Dượng Út nhìn vậy á hả? Mà Dượng là người gian á. Trời,
Đôi khi chuyện đời khó ngờ thiệt á. Hồi nãy bà hội đồng với lại cậu Tư á, nặng nhẹ dữ lắm luôn á. Con biết chuyện này nè. Là lấy tiền của cửa hàng xong rồi ha, còn cháo hàng xấu đưa cho khách hàng, làm cho cửa hàng bị mất mặt. Bởi vậy không bị chửi mới là lạ đó. Mèn ơi, đó giờ trong nhà này á, con cứ tưởng Dương Út là người tốt, thật thà nhất nữa. Vậy mà ai ngờ. Thôi, chuyện thấy vậy á, chứ mà không phải vậy đâu. Tụi bay đừng có bàn tùm lum ra nữa. Sao chú nói vậy? Bộ chú nghe ngóng được tin gì hả? Kể tụi con nghe đi chú. Nghe ngóng được gì? Tao không có nhiều chuyện, không có nghe ngóng được gì hết á. Nhưng mà tao biết chắc bên trong á, cái vấn đề nó không đơn giản như vậy. Bởi vì Dương Út á, không phải hạng người đó. Trời ơi, chú đừng có tin người quá. Đến ông hội đồng mà còn lầm nữa đó chú. Thôi rồi. Nhỏ mà biết gì cứ bằng bàn chuyện người lớn hoài. Ừ, nhiều chuyện quá. Mướn tụi bay vô đây mần hay vô đây nhiều chuyện? Đúng rồi, nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy. Mày mới là nhiều chuyện á, lo mần đi. Dạ. Dưỡng đừng buồn nữa, thời gian sẽ trả lời tất cả. Tôi tin một ngày nào đó lỗi oan này sẽ được rửa sạch. Anh ba đang đi đâu đó? Sang phòng em nói chuyện một chút đi, mấy bữa nay không gặp, người ta nhớ anh quá. Chồng của em đang ở nhà, qua đâu có tiện đâu. Em và anh ta vừa mới cãi nhau xong, cho nên tối nay anh không ngủ phòng em đâu mà lo. Đi mà. Nè, nghe anh nói nè, em đừng có nên như vậy. Quan trọng bây giờ là em phải dưỡng cái thai, không được gần đàn ông, em hiểu không? Khi nào em sinh xong đi, rồi anh sẽ qua thăm em thường xuyên. Dạ, em đáng cố gắng. Anh vô trước rồi. Mình không còn đủ sức hấp dẫn nữa sao? Mày hết. Tại mày mà tao trở nên xấu xí, không còn sức hấp dẫn nữa. Lúc này tao đâu có cần mày đâu. Mày chui vô bụng tao để làm gì, để hành hạ tao đủ đường hết vậy? Không được, phải tìm cách giải quyết cái thai này mới được. Nếu không mình sẽ không có ngày nào yên thân. Phải làm sao đây? Không được, nếu mình bỏ cái thai, bà ta sẽ đổ lỗi cho mình, và không chừng bắt mình phải chịu phạt vì không giữ được dòng dõi của gia đình bà ấy. Tôi không phải người hầu, tôi không có nhiệm vụ phục vụ cô. Tôi cũng đang mang thai mà. Nếu xét về gia thế thì con tôi mới là người thừa kế, cô hiểu chưa? Còn khốn, mày tưởng mày là ai chứ? Hãy đợi đó, rồi mày sẽ phải khóc với tao. Má, nếu như mà cứ để tình hình chị ba con dày hoài á, con e là chị ba điên thiệt á má. Má hỏi nó bị mần sao?
gặp chuyện gì rồi mời thầy Lan á, nó cũng không có chịu. Giờ má cũng không biết nó làm sao nữa. Má, hay là có khi nào chị ba chị bị sốc chuyện chi không hả má? Hai vợ chồng nó không cãi nhau, mà trước giờ á, nó cũng đâu có quan hệ với bạn bè gì đâu mà sốc. Mà tánh con nhỏ này kỳ thiệt, chuyện gì cũng nín nín im im, không biết đâu để mà lần hết á. Thiệt là khó nghĩ mà. Thôi má đừng lo quá, cứ để coi vài hôm nữa làm sao. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy, lúc đó mình hãy đưa chị đi thầy hả má. Ừ. À, trời, má, sao tiếng con Phúc nó khóc ghê vậy má? Thôi mình đi coi nó làm sao đi con. Đi đi. Đi con. Trời ơi, trời ơi, sao vậy nè? Má, má coi nè. Trời ơi, chết rồi, sừng cái trán con nhỏ hết rồi. Sao vậy con? Dỗ nó nín cái coi. Mợ ơi mợ, hình như là cô chủ nhỏ khóc phải không mợ? Em mừng tiếp giùm mợ nha. Dạ, mợ lên đi em mừng cho. Lẹ lẹ đi mợ. Sưng to quá nè má. Ừ, bầm tím hết rồi con à. Mày đó, mày coi cái trán con nhỏ kìa. Chị đi đâu vậy? Chị đi đâu mà để cho nó té nó sưng một cục như vậy nè? Cũng may là má con tôi phát hiện ra, bây giờ mới dỗ cho nó ngủ được đó. Nè, bây là mẹ vậy đó hả? Con té ra nông nổi như vậy mà không hay biết gì hết. Nè, con nhỏ mà có bài gì là mày chết với tao nghe chưa? Má đây. Má đây. Không biết là làm mẹ cái kiểu gì nữa. Mày liêu hồn với tao đó. Con ngoan nha. Em chung nữa nghe thằng hai. Hôn nhà anh Tám. Chuyến hàng sắp tới của anh sao rồi? Cậu yên tâm đi, mọi chuyện đều ổn. Sao tôi thấy lo lo làm sao á? Lỡ như cha má mà biết được á, không có để yên cho tôi với anh đâu. Không ấy bỏ đi, đừng có mần nữa. Trời, làm sao mà bỏ được? Bây giờ kế hoạch của mình đã lên hết rồi, làm sao mà bỏ? Cậu đó, cậu cứ như vậy thì làm sao mà làm chuyện lớn được? Không còn cách nào khác sao? Bây giờ cậu nghĩ đi. Cậu muốn đánh bại thằng Tú thì cậu phải chứng tỏ được mình là người có năng lực, và mình phải là người kiếm tiền giỏi. Nếu như bây giờ cậu kiếm được nhiều tiền, chứng tỏ cậu là người rất giỏi đúng không? Cha chắc chắn sẽ nể trọng cậu và tin tưởng giao phó toàn bộ công việc cho cậu. Nhưng mà... Nhưng vậy cái gì? Cái chuyện làm ăn này quá hời, cậu còn muốn cái gì nữa? Với cái số tiền lợi nhuận đó, cậu tha hồ mà xài. Thậm chí là cậu cầm cái đống tiền đó đi vô sòng bạc, nướng cỡ nào cũng được, có gì đâu phải lo. Không cần phải xin tiền gia đình nữa. Tôi nói có đúng không? Anh nói chính xác đó. Không có gan làm sao làm giàu được. Rồi, cứ quyết định như vậy đi. Đúng. Làm ăn thì phải có gan lớn. Đúng là đồ ngu. Tiền đâu ra mà dễ kiếm như vậy? Chẳng qua là tao muốn tìm người đứng sau cho tao mà thôi. Có chuyện gì xảy ra thì mày sẽ là người gánh hết cho tao. Mời. Mời anh. Coi như bây giờ thằng Tú đã mất uy tín với cha rồi. Còn thằng Tài thì bắt đầu theo ổng học việc. Nếu nó theo ổng về lâu về dài, tôi e sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tôi và Dưỡng đó. Tôi cũng đang chiêu dụ nó vào ván cờ của mình. Nó là một đứa ham chơi, hễ mà nó có tiền thì nó sẽ đồng ý ngay. Nếu muốn nó cắn câu thì mình phải thả mồi nhiều vô. Chuyện này thì chị không cần phải dạy tôi, tôi biết phải mừng ra sao mà. Điều quan trọng là tôi và Dưỡng đang cùng chung một chiếc thuyền, cùng chung chí hướng. Tôi có lợi thì Dưỡng cũng không sợ bị thiệt đâu. Vậy hả, tôi về trước đây. Cô cũng chỉ là một con cờ trong tay của tôi mà thôi.
À, anh. Hả? Anh mừng cái chi vậy? Anh đang cố tránh né em đúng không? Em bị làm sao vậy? Anh đang có việc gấp cần phải đi. Với lại anh với em nói chuyện như vậy, anh e là không có tiện. Em nói cho anh biết, nếu mà anh cố tình tránh né em á, thì em sẽ cho cả nhà này biết mối quan hệ của chúng ta. Không có phải là anh rể và em dâu, mà là tình nhân đó. Đi.